Điểm đu bàn các phim năm nay, phim bị chê thì điểm cao ngất, phim được kỳ vọng thì điểm thấp không tưởng. Những phim bị chê nhưng lại có điểm đu bàn cao. Thứ nhất, Xin Hy Công Lược. Xin Hy Công Lược là một hiện tượng đặc biệt của màn ảnh Hoa ngữ năm nay. Vũ Chính đã tiến hành sản xuất Xin Hy Công Lược vào thời điểm không mấy thuận lợi. Đó là khi giới truyền thông và dân mạng đang đổ dồn sự chú ý vào hậu cung Như Ý Chuyện cũng như bối cảnh của phim, cũng là về thời Càn Long. Khi đó Vũ Chính đã nhận phải vô số chỉ trích. Xin Hy Công Lược được cho là đạo hậu cung Như Ý Chuyện. Quả thật, với những thành tích đạo trong nhiều năm qua của Vũ Chính, Xin Hy Công Lược nghiễm nhiên bị chửi lây vì thím vu. Với nhiều người, Xin Hy Công Lược chắc chắn sẽ thất bại khi đối đầu với hậu cung Như Ý Chuyện. Nhưng nào ngờ khi công chiếu, Xin Hy Công Lược lại trở nên cực hot từ Trung Quốc sang Việt Nam, thậm chí còn lấn át cả hậu cung Như Ý Chuyện. Xin Hy Công Lược lập kỷ lục là phim chiếu mạng có lượt xem online cao nhất với gần 17 tỷ lượt xem và được chấm 7.2 điểm trên Douban. Thứ hai, Trấn Hồn. Do cục điện ảnh Trung Quốc cấm đam mỹ nên nguyên tác của Trấn Hồn phải thay đổi khi lên phim. Nguyên tác Trấn Hồn là một bộ đam mỹ cực kỳ nổi tiếng bên Trung Quốc, nên khi được chuyển thể, fan truyện đã rất chán nản vì nội dung bị thay đổi, hai nam chính không hợp vai, kinh phí đầu tư thấp. Dường như chẳng có ai nghĩ đến việc Trấn Hồn sẽ thành công khi có một loạt điểm yếu như vậy. Nhưng Trấn Hồn lại thành công không tưởng khi công chiếu, cặp đôi nam chính là Bạch Vũ và Chu Nhất Long hợp vai đến kỳ lạ, họ như bước ra từ truyện nguyên tác vậy. Và Trấn Hồn đã tạo nên một cơn sốt lớn trên màn ảnh những ngày đầu hè năm nay. Tuy đã bị cục điện ảnh Trung Quốc xóa hết phim trên các trang chiếu và cả điểm Douban, nhưng nhiều khán giả vẫn nhớ rõ chấm đến 6.8 điểm. Thứ ba, Vì Em Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới. Vì Em Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới cũng tập hợp nhiều điểm chê như là kịch bản không có gì quá đặc sắc, nam chính La Tấn tuy diễn hay nhưng quá già để vào vai một thanh niên trẻ tuổi và còn tiểu hòa Trịnh Sảng vốn đã bị chê là diễn khá tệ. Nhưng ai mà biết được câu chuyện tình nhẹ nhàng đến mức chán ngắt ấy lại nhận được 7.3 điểm trên Douban, khiến mọi người không ngờ. Với nhiều khán giả thì Vì Em Anh Nguyện Yêu Cả Thế Giới rất hay và chân thực, Trịnh Sảng đã có nhiều tiến bộ trong diễn xuất và La Tấn cũng rất hợp vai. Thứ tư, SCI Mê Án Tập. Kể từ khi công bố dàn diễn viên, web drama SCI Mê Án Tập chuyển thể từ tập đam mỹ cùng tên của nhà văn Nhĩ Nhã đã nhận được vô số phản hồi tiêu cực. Từ đam mỹ chuyển thành tình huynh đệ đã đành, đây những nhân vật nam lại còn bị chuyển giới thành nữ khiến fan nguyên tác rất tức giận. Thậm chí ngay cả Nhĩ Nhã cũng bị lôi vào cuộc khi khán giả không hiểu sao cô lại để cho con đẻ của mình bị biến thành như vậy. Nhưng khi chiếu, SCI Mê Án Tập đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, quả thực đó là một điều không ngờ đến. Trên Douban, điểm được chấm là 7.5 điểm và kèm theo đó là những lời khen của khán giả. Phim được kỳ vọng nhưng điểm Douban thấp không tưởng. Thứ nhất, Phù Giao. Trước khi Phù Giao công chiếu, Dương Mịch đã dính phải scandal ồn ào khi bị tố là quyệt tiền từ thiện. Nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống, khán giả vẫn chờ đón bom tấn mới của Dương Mịch là Phù Giao. Phù Giao được chuyển thể từ chuyện cùng tên rất được yêu thích, lại có tên bảo chứng của Dương Mịch và sự xuất hiện của tài tử xứ đài Nguyễn Kinh Thiên, nên ai cũng tưởng phim sẽ thành công rực rỡ. Nào ngờ khi vừa chiếu, Phù Giao đã dính scandal đạo nhái Harry Potter khiến không ít người bất bình. Thêm vào đó, nội dung lan man dài dòng, kỹ xảo tệ hại khiến phim mất điểm trong mắt khán giả. Từ một bộ phim được kỳ vọng, Phù Giao đã gây thất vọng lớn khi chỉ nhận được 4.7 điểm trên Douban. Thứ hai, Vũ Động Càn Khôn. Vũ Động Càn Khôn cũng gây thất vọng không kém Phù Giao, chuyển thể từ chuyện cùng tên do đạo diễn Trương Lê đảm nhận cùng với sự xuất hiện của Dương Dương trên Thiên Ái Vương Lệ Khôn, Ngô Tôn. Vũ Động Càn Khôn được kỳ vọng rất nhiều và Vũ Động Càn Khôn đã thành công ở mảng tuyên truyền, đánh bóng tên tuổi của bộ phim lên mức quá cao. Để rồi khán giả khi xem đã ngã đau khi nội dung khác xa nguyên tác, diễn xuất của Dương Dương có tiến bộ nhưng nhiều lúc lại quá lố, cặp đôi chính của phim khá mờ nhạt, điều này giúp cho dàn sao phụ tỏa sáng. Vũ Động Càn Khôn bị chê rất nhiều, khán giả cũng rất thất vọng và chỉ chấm cho phim 4.9 điểm. Thứ ba, Tân Vườn Sao Băng. Tân Vườn Sao Băng cũng rất thành công về mảng tuyên truyền, thậm chí phim còn được đánh bóng hơn cả Vũ Động Càn Khôn. Sở hữu dàn diễn viên trẻ và được tâng bốc có phần quá đà, nhiều khán giả cứ nghĩ Tân Vườn Sao Băng sẽ thành công. Nào ngờ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, Tân Vườn Sao Băng đã nhận phải vô vàn chỉ trích từ phía khán giả. Rốt cuộc xem từ đầu đến cuối phim, Tân Vườn Sao Băng chẳng để lại ấn tượng gì, dường như chỉ có mỗi đạo minh tự Vương Hạc Đệ là nổi bật nhất phim. Tân Vườn Sao Băng đã bị chấm 3.2 điểm và trở thành phim có điểm Douban thấp nhất trong năm nay, bên cạnh Điểm Mật Bạo Kích. Thứ tư, Huyền Của Ôn Noãn.
Nguyên tác của Huyền của Ôn Noãn tuy bị chê là quá cầu huyết, nhưng với sự xuất hiện của cặp đôi nam nữ thần ngôn tình là Trương Hàn và Trương Quân Ninh, khán giả vẫn có lý do để chờ đợi. Trailer cùng những bức hình được tung ra càng khiến mọi người háo hức chờ ngày phim lên sóng. Nhưng đến khi phim phát sóng rồi, nội dung vẫn cẩu huyết như vậy, tạo hình của Trương Hàn quá tệ, ngoài ra còn nâng đất diễn cho dàn phụ khiến dàn chính bị lấn át. Thậm chí khán giả còn yêu thích những vai phụ hơn cả cặp đôi chính Trương Hàn và Trương Quân Ninh. 4,8 điểm có lẽ là số điểm mà nhiều người vốn không ngờ tới là Huyền của Ôn Noãn lại bị chấm thấp như thế.